Chào mừng các em đến với kênh Khải Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy sẽ dạy các em toán lớp 3 sức nói chi khớp của cực sau. Chúng xem bài giảng Khải Liêm liên quan khoa quảng cáo. Các em xem khoa quảng cáo giúp Khải Liêm đã hạch thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem. Giờ mình sẽ bài giảng hôm nay. Và hôm nay mình sau bài 61 làm tròn số đến hàng nghìn, hàng chục nghìn. Trang 64 đến trang 65. Giờ trước hết mình sẽ đến phần khám phá. Giờ như vậy là cô giáo đang giới thiệu một phi công. Cô giáo nói chú Hùng là phi công, chú ấy có khoảng 12.000 giờ bay để cất em ạ. À, như vậy là mình thấy là chú phi công này đã có tất cả là gần 12.000 giờ bay. Như vậy là chú phi công nói là cô giáo đã làm tròn số để dễ nhớ, số giờ bay của chú ấy thực tế chỉ có 11.678 giờ. Như vậy hôm nay mình sẽ làm tròn số, thì mình thấy là số này khi làm tròn lên thì mình sẽ được là 12.000 giờ bay, đúng không? Như mình sẽ quan sát cách làm tròn. Ví dụ 11.678 làm tròn lên thì làm tròn đến hàng nghìn thì mình sẽ quan sát hàng trăm. Như vậy robot hướng dẫn của mình là khi làm tròn số đến hàng nghìn ta so sánh chữ số hàng trăm với chữ số năm. 11.678 làm tròn đến hàng nghìn so sánh thì mình sẽ lấy hàng trăm, ở đây là số 6. 6 sẽ lớn hơn 5 nên mình sẽ làm tròn lên. 11.678 mình làm tròn lên thành 12.000. Còn nếu làm tròn 11.204 thì mình làm tròn số này đến hàng nghìn thì mình quan sát hàng trăm, ở đây là số 2. Mình thấy là 2 sẽ nhỏ hơn 5 nên mình sẽ làm tròn xuống. 11.200 mấy mình làm tròn xuống thành 11.000. Còn nếu mình làm tròn 11.515 thì làm tròn đến hàng nghìn mới quan sát hàng trăm, ở đây là số 5. 5 bằng 5 nên mình sẽ làm tròn lên luôn. 11.515 mình sẽ làm tròn lên thành 12.000. Như vậy các em nhớ quy tắc làm tròn của chúng ta là khi làm tròn đến chữ số hàng nghìn, ta sẽ so sánh chữ số hàng trăm với số 5. Nếu mà chữ số hàng trăm bé hơn 5 thì mình sẽ làm tròn xuống, còn lại thì mình sẽ làm tròn lên. Đây, mình sẽ làm tròn đến hàng nghìn thì mình sẽ lấy số hàng trăm, quan sát số hàng trăm. Nếu mà hàng trăm từ 5 trở lên thì làm tròn lên. Đúng rồi. Còn bé hơn 5 thì mình sẽ làm tròn xuống nha. Giờ tiếp theo mình sẽ đến phần B. Có B thì mình sẽ làm tròn một số đến hàng chục nghìn. Giờ mình xem vô ba bạn robot hướng dẫn cho chúng ta. Khi làm tròn số đến hàng chục nghìn, ta so sánh chữ số hàng nghìn với chữ số năm. Và ví dụ mình so sánh, mình sẽ làm tròn 11.678. Khi làm tròn đến hàng chục nghìn thì mình sẽ quan sát hàng nghìn, ở đây là số 1. 1 sẽ nhỏ hơn 5 nên mình sẽ làm tròn xuống. 11.000 mấy khi làm tròn xuống còn 10.000 thôi. Tương tự nếu làm tròn 17.051 đến hàng chục nghìn thì mình quan sát hàng nghìn, ở đây là số 7. 7 sẽ lớn hơn 5 nên mình sẽ làm tròn lên. 17.000 mấy mình sẽ làm tròn thành 20.000 luôn. Tương tự nếu làm tròn 15.001 hay làm tròn đến hàng chục nghìn thì mình quan sát hàng nghìn ở đây số 5. Vì 5 bằng 5 nên mình sẽ làm tròn lên 15.000 mấy trăm, làm tròn lên thành 20.000 luôn. Như vậy các em sẽ nhớ quy tắc làm tròn. Khi người ta kêu mình làm tròn số đến hàng chục nghìn thì ta sẽ so sánh chữ số hàng nghìn với chữ số 5. Nếu chữ số hàng nghìn mà bé hơn 5 thì làm tròn xuống. Còn lại thì sẽ làm tròn đây. Mình quan sát chữ số hàng nghìn, nếu mà hàng nghìn mà bé hơn 5 thì làm tròn xuống, còn lớn hơn hoặc bằng 5 thì mình làm tròn lên. Như các em nhớ câu này để sau này các em làm bài tập nha. Hay làm tròn số đến hàng chục nghìn, ta so sánh chữ số hàng nghìn với chữ số 5. Nếu chữ số hàng nghìn bé hơn 5 thì làm tròn xuống, còn lại thì sẽ làm tròn lên. Và tiếp theo mình sẽ đến phần hoạt động. Câu số 1 làm tròn các số đến hàng nghìn. Giờ thầy sẽ làm câu số 1. Như câu số 1 các em sẽ làm sao? Câu này. Như câu A thì mình trả lời là làm tròn các số. Sáu mươi lăm nghìn ba trăm bốn mươi mốt, 10.501, 9.805 đến hàng nghìn.
được các số tương ứng này. Như mà sẽ làm tròn các số này đến hàng nghìn thì được các số tương ứng là, như vậy trước hết mình sẽ làm tròn số 65.341 đến hàng nghìn. Thì mình thấy là làm tròn số này đến hàng nghìn thì quan sát hàng trăm. Hàng trăm ở đây là số 3 nên mình sẽ làm tròn xuống, đúng này. 65.000 mấy trăm làm tròn xuống thành 65.000. Tiếp theo làm tròn 10.500 lên 1. Làm tròn đến hàng nghìn thì mình quan sát hàng trăm ở đây là số 5. 5 sẽ bằng 5 nên mình sẽ làm tròn lên. 10.000 mấy trăm làm tròn lên thành 11.000. Tiếp theo mình sẽ làm tròn số 9.805. Như làm tròn đến hàng nghìn thì mình sẽ quan sát hàng trăm. Hàng trăm ở đây là số 8, 8 lớn hơn 5 nên 9.800 mấy làm tròn thành 10.000 luôn. Dạ, như vậy mà xong câu A, mình sẽ qua tiếp câu B. Câu B thì người ta kêu làm tròn các số 82.134, 55.712, 46.000 đến hàng chục nghìn. Giờ bây giờ mình sẽ làm tương tự câu A, mình trả lời là làm tròn các số 82.134, 55.712, 46.000 đến hàng chục nghìn. Đều các số tương ứng này. Giờ như vậy là trước hết mình sẽ làm tròn số này. Như vậy là số này làm tròn đến hàng chục nghìn thì mình quan sát hàng nghìn. Hàng nghìn ở đây là số 2, 2 sẽ nhỏ hơn 5 làm tròn xuống. 82.000 làm tròn thành 80.000. Tiếp theo làm tròn 55.712 đến hàng chục nghìn. Làm tròn đến hàng chục nghìn thì mình quan sát hàng nghìn ở đây là số 5. 5 sẽ bằng 5 nên mình làm tròn lên 55.000 làm tròn lên thành 60.000. Giờ mình sẽ làm tròn số 46.000 đến hàng chục nghìn. Hàng chục nghìn ở đây là số 4, mình sẽ quan sát hàng nghìn ở đây là 6. 6 sẽ lớn hơn 5 nên mình sẽ làm tròn lên 46 lần. Chọn thành 50.000 đồng này. Giờ như là mình xong câu số 1 nhé. Giờ câu số 1 các em hiểu bài, các em sao bấm hết video hay với các em hiểu bài. Giờ tiếp theo mà đến sẽ đến câu số 2. Câu số 2 người ta nói là một gia đình thu hoạch được 13.787 kg cà phê. Hỏi nếu làm tròn số đến hàng nghìn, ta nói gia đình đó thu hoạch được bao nhiêu kg cà phê? Giờ như vậy là câu số 2 này người ta nói là một gia đình thu hoạch được 13.787 kg cà phê. Hỏi nếu làm tròn số đến hàng nghìn, ta nói gia đình đó thu hoạch được khoảng bao nhiêu cà phê? Kg cà phê. Nhưng mà sẽ đi làm tròn số này đến hàng nghìn, đúng không? Như câu này các em trả lời sai. Như vậy người ta hỏi cái gì hình trả lời cái nấy. Người ta hỏi là nếu làm tròn số đó đến hàng nghìn, ta nói gia đình đó thu hoạch được khoảng bao nhiêu kg cà phê, mình bỏ chữ hậu đi, đúng không? Mình trả lời là nếu làm tròn số đến hàng nghìn. Nếu làm tròn số đến hàng nghìn
sang đâu, gia đình đó. Thu hoạch được. Khoảng khoảng bao nhiêu thì mình sẽ làm tròn số này? 13.787, làm tròn đến hàng nghìn thì mình sẽ quan sát hàng trăm. Hàng trăm ở đây là số 7. 7 sẽ lớn hơn 5 nên 13.000 mấy trăm, làm tròn lên thành 14.000. Như vậy mình trả lời là khoảng 14.000 kg cà phê. Đúng này. Giờ như là mình xong câu số 2 nha. Giờ câu số 2 kem hiệu bà kem sao bấm khích. Bấm khích video hãy biết kem hiệu bà nha. Giờ tiếp theo mình sẽ đến phần luyện tập. Câu số 1 chọn câu trả lời đúng. Số dân của một huyện là 71.839. Cho mày báo thì cô phóng viên đã làm tròn số dân của huyện đó đến hàng chục nghìn. Hỏi số dân đã làm tròn đến hàng chục nghìn là số nào? Giờ như vậy số này nếu mà làm tròn đến hàng chục nghìn sẽ được bao nhiêu? Như vậy là số này làm tròn đến hàng chục nghìn thì mình sẽ quan sát hàng nghìn. Hàng nghìn ở đây là số 1, 1 sẽ nhỏ hơn 5 nên mình sẽ làm tròn xuống. 71.000 làm tròn xuống thành 70.000 thôi. Như vậy 70.000 chính là đáp án C. Như vậy là câu số 1 này mình sẽ chọn đáp án C nha. Đáp án đúng chính là đáp án C. Đúng rồi. Và như vậy mà xong câu số 1, mình sẽ qua tiếp câu số 2. Giờ tiếp theo là câu số 2. Câu A. Người ta nói là một vệ tinh bay ở độ cao cách mặt đất là 35.786 km. Mỗi bạn dưới đây là làm tròn số chỉ độ cao đó đến hàng nào? Giờ như là câu A, người ta nói là một vệ tinh. Đây, vệ tinh bay xung quanh trái đất ở độ cao cách mặt đất là 35.786 km. Mỗi bạn dưới đây là làm tròn số đến độ cao hàng nào? Giờ trước hết mình quan sát bạn thứ nhất là bạn Nam. Bạn Nam nói là vệ tinh cách mặt đất khoảng 40.000 km. Như vậy là mình thấy là số này là số 40.000, có thể là đây là số đã làm tròn đến hàng hàng chục nghìn, đúng không? Đây hàng chục nghìn là số mà có bốn số 0 phía sau. Như vậy số 35.786 làm tròn đến hàng chục nghìn thì mình sẽ được là 40.000, đúng không? Như vậy câu như mình trả lời câu A như sao? Mình sẽ làm câu A chứ. Như câu A thì mình thấy là bạn Nam đã làm tròn số chỉ độ cao đó đến hàng chục nghìn, đúng không? Giờ tiếp theo mình sẽ quan sát bạn Việt. Bạn Việt thì nói là vệ tinh cách mặt đất khoảng 35.800 km. Như vậy mình thấy là đây là số mà có hàng đơn vị và hàng chục là hai số 0, có nghĩa làm tròn đến hàng trăm nhé. Một số được làm tròn đến hàng trăm có nghĩa là hai số cuối là hai số 0, đúng không? Như vậy mình trả lời là bạn Việt. Bạn Việt đã làm tròn số chỉ độ cao đến hàng hàng trăm.
Giờ tiếp theo bạn Mai thì nói như thế nào? Bạn Mai thì nói vệ tinh cách mặt đất khoảng 36.000 km. Thì mình thấy là số này là 36.000 sẽ chia hết cho 1.000. Đúng rồi. Có 3 số hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm đều là số 0. Có nghĩa đây là số làm tròn đến hàng nghìn nhé. Như mình trả lời là bạn Mai đã làm tròn số đến hàng hàng nghìn. Giờ như mà xong câu A mình sẽ qua tiếp câu B. Câu B thì người ta nói là trường hợp vệ tinh bay ở độ cao cách mặt đất khoảng 35.425 km khi làm tròn số chỉ độ cao đó đến hàng nghìn, hàng chục nghìn em được các số này. Giờ bây giờ mình sẽ làm tròn số này đến hàng hàng nghìn, đúng này. Như vậy câu B các em trả lời như sau. Trường hợp vệ tinh bay ở độ cao cách mặt đất ba mươi lăm nghìn bốn trăm hai mươi lăm km. Khi làm tròn như vậy, khi làm tròn số chỉ độ cao đến hàng nghìn, như vậy mình sẽ được số em được số như vậy, số này làm tròn đến hàng nghìn. Thì muốn làm tròn đến hàng nghìn thì mình quan sát hàng trăm. Hàng trăm ở đây là số 4, 4 sẽ nhỏ hơn 5 nên mình sẽ làm tròn số 35.000 mấy trăm làm tròn thành 35.000. Đúng này. Còn nếu mình làm tròn đến hàng chục nghìn đến hàng chục nghìn thì ta sẽ được số này. Như vậy số này mà làm tròn đến hàng chục nghìn thì khi người ta kêu mình làm tròn đến hàng chục nghìn thì mình quan sát hàng nghìn, ở đây là số 5. 5 sẽ bằng 5 nên mình sẽ làm tròn lên 35.000, làm tròn lên thành 40.000. Đúng này. Giờ như là mình xong câu số 2 phần luyện tập nhé. Giờ câu số 2 các em hiểu bài, các em xem hết video thì biết các em hiểu bài. Dạ, như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em thấy giảng giờ thì bấm khích chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Bạn nào chưa đăng ký kênh thầy Liêm, các em sẽ bấm nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của thầy Liêm nhé. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.